tay của một người bạn như thế này. Tôi vẫn còn rất chán ván sau khi nghe tin. Mặc dù chưa bao giờ gặp cô Thúy, cho dù gia đình rất là buồn, nhưng hãy thông cảm để biết là có rất là nhiều người trên thế giới này đã quan tâm và đều chia buồn với mất mát của gia đình. Người tình yêu, cho dù sống hay chết, nó vẫn luôn sẽ ở đó. Khi người ta tìm một tới một nơi tốt đẹp hơn. Má Thúy là một người sống rất là lạc quan, vui vẻ, rất là mạnh mẽ và kiên cường. Trong công việc thì chị có đam mê, có trách nhiệm. Nghe anh hai của chị kể lại là trong 2 ngày đầu nhập viện, dù là bị đau, dù là bị mệt, dù là trên người bác sĩ gắn chằng chịt các dây nhợ, nhưng chị vẫn cố gắng mở laptop ra để làm việc. Thì IV rất là nể phục chị. Trong ăn chơi thì tuy là có tuổi nhưng chị rất là chịu chơi và luôn là người chăm lo hậu cần cho cả đàn em Forbes. IV cảm thấy rất là tiếc khi mất đi một người đồng nghiệp, một người đàn chị, một người má tuyệt vời của team. Tụi em sẽ mãi nhớ đến chị.